Bất thường kêu bên đây, xin chào các bạn. Dường như là mọi tuần các bạn đều gọi là tìm ra cho mình một cái game. Mà nói chính xác hơn thì nó là fan game của Yandere Simulator. Thì họ cứ nói cũng biết rồi các bạn ơi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một game tên là Funny Love Simulator. Game này thì như các bạn thấy là ở dưới chỗ này. Để mình mở chuột lên nhé. Ở dưới chỗ này là các bạn thấy là có 19801 được các bạn ơi. Quá dễ hiểu rồi. Và chúng ta hãy gọi là mở hiệu ứng. Hình ảnh lên được, tắt đi và lên được. Đang chơi cái trò gì thế không biết nữa. Chắc là cái trò mà gọi là đặt vật nhỏ ở giữa những ngón tay đúng không? Xem là nhà như thế nào nhanh nhất. Thì gọi là kiểu biểu diễn nhanh nhất thì sẽ trở thành người chuyên nghiệp nhất, kiểu như vậy. Rồi thôi, chúng ta bắt đầu vào luôn chứ. Bây giờ mình sẽ chơi ở cái phiên bản bình thường này trước rồi các bạn ơi. Nhân vật này của chúng ta hình như là tên là Funny hay sao ấy. Rồi đây có cái đồ gì đó để nhặt lên này. Vâng, mình đã nhặt lên được rồi. Ở đây còn có gì khác thì nhìn khá là giống chia sẻ nhưng mà nó vô hình các bạn ơi. Không cầm được à. Rồi, bây giờ trước hết là mình thử quan sát ở bên trong trường kia nè. Gì đây? Cái gì thế này? Chưa thể nói chuyện được hay sao ấy. Chức năng nói chuyện sẽ sớm được cập nhật. Rồi mình quan sát thử giữa cái học sinh ở trong trường nha. Những vật của nó thì trông cũng không tệ lắm các bạn ơi. Rồi sao khuôn mặt của đứa nào nó cũng giống giống nhau kiểu đây vậy ta. Khuôn mặt của đứa nào kiểu trông cũng rất là ranh mảnh ấy. Không biết là đang cười cái việc gì nữa. Trường học trông nó hơi ảo ảo, các bạn có thể nhìn xuyên lên bên trên hay sao ấy. Hay là do là chừng nhà nó bóng loáng đến mức mà có thể gọi là phản chiếu được bên dưới luôn. Ồ, cái này thì cái trường này được rồi các bạn, quá là sạch sẽ đi cho nên là kiểu chúng ta nhìn nó chùi sạch đến mức mà chúng ta có thể nhìn được luôn. Nhưng mà tại sao lại không có cửa qua đây đây? Gì thế này? Ở đây lại không có cửa rồi các bạn ơi. mình nghĩ là chắc là đang gọi là xây dựng thôi. Cho nên là vẫn chưa có cái khu vực ở chỗ này chứ không phải là không có cửa. Có cảm giác như là ở phía xa nó sẽ có một tòa nhà. Và hiện tại này vẫn chưa có gì hết các bạn. Rồi, lớp học. Sao mà nó hơi bị giật thế? Để mình tắt đi con chuột nhé. Mở lên thì nó khá là tiện để có thể chạy giấc bậy xem là cái điều gì đang diễn ra. Nhưng mà nó lại cảm thấy khá là vướng màn hình các bạn ơi. Cho nên mình tắt đi nhé. Rồi. Chỉ có đúng cái lớp này, có một vài cái lớp học thôi, và đây lớp học kiểu gì đấy? Đây kiểu lớp học theo nhóm hay là đây là phòng... phòng câu lạc bộ. Ê, sao cửa lại nằm chỗ này? Ê, rất là bí ẩn các bạn ơi. Không hiểu tại sao cửa lại nằm ở chỗ này luôn. Rồi, sân vườn của chúng ta ở ngoài đây. Hiện tại là game này mình thấy là vẫn chưa gọi là xây dựng được xong hết rồi. Chưa có gì cả các bạn ơi. Mặc dù là kiểu trang phục thì nó cũng tự thiết kế này. Sau tay mình nó có một cái gì đó màu đỏ đỏ thế này. Nhiều học sinh thì cái tỷ lệ giống nhau khá là nhiều nhá. Cái ba thế này khá là giống nhau này. Ừ, game rất là giật lát các bạn ơi.
tự nhiên nó cực kỳ giật lag luôn. Vợ con quá sớm để đánh giá một cái điều gì đó các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ thử qua cái mod 1980 xem, để coi có cái gì trong đây nhé. À vâng. Và nó hiện lên cái chữ commission ở trên. Vẫn chưa gọi là ra bắt cái này luôn. Sao để ở đây để làm cái gì đây? Rồi, bó tay các bạn ơi. Game thì gọi là giữa chân bị giật lag. Và trường học thì vẫn chưa xây dựng xong, vẫn chưa có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Mình thấy những cái fan game thì nó là khá là chán trong cái phần này. Nó không hoàn hảo được cái gì cả. Đồng ý là không có kinh phí thì nó sẽ gọi là khá là khó khăn. Nhưng mà mình thấy là lúc đầu là Gian Dev làm ra Gian Dev Simulator thì mình thấy là lúc mà chưa có kinh phí mình thấy nó vẫn gọi là rất là tuyệt rồi. Chạy đâu đó? Nó chạy đi được mà mình không làm gì được nó luôn. Kể như nó phản ứng khá là chậm với các bạn. Và cái này chúng ta có cái bình gọi là chữa cháy. Mình thấy là đây cũng là một cái vũ khí khá là sáng tạo. Trong khi đó thì ơ, đứa nào đang chạy ấy? Ê, đứa nào chạy vừa chạy đó. Trong khi đó thì những cái đứa này vẫn nói chuyện rất bình thường các bạn ơi. Nhưng mà animation mình hát âm hơi tầm bậy tí. Animation thì nó vẫn khá khá các bạn ơi. Rồi. Nó cũng có một vài animation đi. Chứ không giống như game lần trước mà mình chơi, nó không có gì trong đó cả. Chỉ cần quay đầu là tụi nó không nhận ra điều gì luôn. Sao con này không phản ứng gì hết vậy? Vẫn chưa thấy bóng dáng của Senpai đâu cả các bạn ơi. Rồi thôi chấm dứt rồi. Game đến đây là hết các bạn. Chợ như trở thành một thông lệ rồi. Mình kiểm tra Nelson về cách là sử dụng vũ khí. Và này nó đặc biệt cái là chợ là nó có cái bình chữa cháy trong, nó cũng khá là được. Thử tắt đi cái này xem. Tắt đi cái này thì trong nó hơi thường một tí. Chúng ta bỏ cái này xuống đi. Thử xem nào. Chỉ thể kéo thôi. À. Nó là kéo nhưng mà chúng ta lại có thể bế lên được. Ngoài việc này ra thì không còn làm được gì khác ở các bạn ơi. Vẫn chưa có gì cả. Mình cũng không thể lên lầu được luôn. Ê. Không còn gì để làm nữa các bạn ơi. Đang cười hay sao này? Có phải cười là lấy lại bình tĩnh được. Nhưng mà không nghe thấy tiếng cười. Thôi mọi thứ sáng dần trở lại đi. Nhiều lúc mình nghe lời các bạn mình tải game về rồi ấy. Nhưng mà nói chung là cái phần giới thiệu của game này thì mình thấy nó cũng hơi được được một tí. Hay là do mình tải nhầm phiên bản rồi chăng? Có khi là mình tải nhầm phiên bản rồi cũng nên các bạn ơi. Chứ mình thấy là ở cái chỗ của Google Play, ở bên chỗ của người ta là nó cũng có khá là nhiều thứ rồi. Tại sao phiên bản mình tải về nó lại như thế này đây? Các bạn đợi tí nhé để mình ra kiểm tra xem nào. Vâng, mình đã quay trở lại các bạn ơi. Hồi nãy là mình đã ra ngoài kiểm tra rồi và mình thấy đây là phiên bản mới nhất của cái game Funny Love Simulator này.
có vẻ như là cái mà hồi nãy mình nói là đó là một fan game khác ở trên Google Play nữa. Có rất là nhiều fan game các bạn ơi. Mình không thể nhớ hết tên và có vẻ như mình sắp bị tàu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Khi có quá nhiều fan game như vậy. Nhưng mà như cái phiên bản này, phiên bản mới nhất này thì mình vẫn chưa thấy có cái gì cả các bạn ơi. Một chiếu xây dựng sóc trường học, không biết là có phải là tác giả đã cảm thấy chán nản rồi hay không. Kiểu như xây dựng một cái fan game thì nó không hề đơn giản nữa các bạn ơi. Vừa không có kinh phí mà kiểu như là danh đếp vẫn chưa ra cái tuần thứ hai các bạn, rất lâu rồi vẫn chưa thấy Odayaka xuất hiện. Mình ghép hai cái lại thành Omai luôn, nhưng mà gọi Omai cũng được, chứ chưa thấy Omai xuất hiện các bạn, rất là lâu. Thấy thành ra là có lẽ là những cái người mà kiểu yêu thích game Yandere Simulator thì cảm thấy khá là chán nản với cái việc đó. Có thể dậy xuống đây được. Do đó là không ra tiếp những cái fan game cũng nên. Có khi là Yandep mà tiếp tục ra những cái bắt những cái tuần tiếp theo ấy, thì có lẽ là những cái người mà làm fan game cũng sẽ tiếp tục làm. Kiểu như vậy chăng. Rồi, game này thì đến đây là kết thúc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm cho một like, đăng ký kênh mới. Đừng quên click cái chuông để nhận được những bộ phim cho tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn.